em rất là thương chồng và em rất là cảm ơn chồng, vì tại vì chồng là một người rất là chia sẻ một cách tích cực á, nên nó sao ta, ảnh làm cho em phải tin tưởng anh ấy. Ngủ đi em, ngủ đi, sao không ngủ mà ngồi làm gì vậy? Ê, đừng, mấy hôm nay đừng đụng vô người anh. Ủa gì kỳ vậy, vợ chồng mình mới cưới có mấy tháng à, mà sao anh không cho em đụng vô người anh vậy? Trời ơi, mấy tháng rồi em đụng mấy tháng suốt, mấy tháng không chán hả? Em phải nới ra một chút chứ. Ủa cái chu kỳ anh ngắn vậy đó hả? Không phải là chu kỳ ngắn hay dài, nhưng mà quan trọng là đá banh người ta đá hai hiệp còn có giải lao mà. Em thích đá hiệp phụ. Trước khi vô hiệp phụ cũng phải có giải lao chứ em. Cho nghỉ ngơi đi, mấy hôm nay công việc anh nhiều quá, bận rộn quá. Anh có... Nói chung là anh có những cái bí mật của anh không thể nào nói cho em nghe được. Bí mật hả? Ờ. Gì kỳ cục vậy, vợ chồng lấy nhau về rồi còn bí mật gì nữa? Chung hết, không có bí mật gì cả, hiểu chưa? Thì phải có cái gì đó riêng, cho anh xin riêng khúc này khoảng chừng nửa tháng thôi, rồi sau đó mình muốn chung mình chung. Nửa tháng hả? À? Trời, anh có biết là nửa tháng là thà anh giết chết em không? Anh nghĩ sao vậy, anh cách ly em nửa tháng vậy? Nửa tháng thôi mà em, trời. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Ba ngày nay rồi em để ý anh nha chưa? Anh thay đổi kỳ lạ lắm. Thay đổi gì? Đứng ngồi không yên nè. Thì đứng ngồi không yên. Bình thường lúc nào ngủ á, em cũng ôm anh hết. Mà ba ngày nay em ôm anh là anh đạp em rớt giường luôn. Không phải. Cái vấn đề đây là bây giờ vậy nè. Anh nửa tháng nữa anh sẽ nói cái chuyện đó cho em nghe. Bây giờ cho anh giữ lại đi. Tại sao phải là nửa tháng mà không phải là ngay bây giờ? Trời ơi, người ta có chuyện khó nói, người ta có cái chuyện riêng của người ta. Giờ cho người ta giữ cái chuyện riêng đó đi. Em cứ bắt người ta nói cái chuyện riêng, người ta qua ra qua vợ vậy. Vợ chồng là không có riêng tư gì hết. Bây giờ anh không nói được thì chỉ có chuyện là anh lừa dối em. Anh có người khác thôi đúng không? Nói không được mà, đừng có ép anh mà, em kỳ quá. Bây giờ sao? Không nói đúng không? Ừ. Tôi rất ghét những người nào mà lừa dối tôi. Cho nên là nếu anh không nói, ly dị. Cái gì? Ly dị. Trời ơi, cái chuyện có chút xíu mà em đòi ly dị là sao em? Chứ sao, em cảm giác là anh đang lừa dối em. Anh giấu giếm em. Vợ chồng mà tại sao phải là có bí mật? Chuyện này không có nói được. Anh chưa nói làm sao biết em không giải quyết được? Anh phải nói đi chứ. Anh bị nổi mụn nhỏ. Sao không đi khám đi? Thì đi khám rồi bác sĩ nó phải đợi nó mùi mới bể. Nửa tháng nữa. Có vậy thôi đó hả? Ê, chạy không được mà sao bắt tôi chạy vậy? Trời ơi trời. Nhỏ thôi, mà làm như là cái gì quan trọng lắm hả? Bí mật này. Giữa vợ chồng có nên có bí mật gì hay không? Hay là nói hết cho nhau nghe? Đó là cái chủ đề của Talk Show ngày hôm nay. Qua cái phần tiểu phẩm vừa rồi của Tiến Luật và Lâm Vy Dạ. Mời bóp số. Số 1. Số 1 ngồi bên đây. Và ai số 2 ngồi bên đây. Qua đây. Đội bên Trương Thi Vinh sẽ là đội nên có những bí mật giữa vợ chồng, và đội bên nam em không nên có bí mật giữa vợ chồng. Xin mời Miko, khách mời ngày hôm nay. Giờ em thấy cưới nhau rồi mà bí mật gì nữa? Đã làm đám cưới rồi, đã đăng ký kết hôn, đã đi ra hứa với tất cả mọi người rồi, trao nhẫn cho nhau, vậy thì coi như là cả hai là hòa vào cùng một thân thể, có cái gì phải chia sẻ hết. Vinh thì Vinh thấy là vẫn phải nên có một cái khoảng không gian riêng. Ai cũng cần một khoảng không gian riêng. Chứ còn mà cái gì mà cũng phải hỏi, cũng phải biết hết thì không còn gì thú vị nữa. Đúng không các bạn? Thật ra em nghĩ á, kết hôn là cả cuộc đời. Thì nếu mà chúng ta giữ bí mật á, thì khi mà cái người đối phương của mình biết á, người ta sẽ bị tổn thương. Đúng rồi, hụt hẫng lắm. Cho nên là mình làm sai thì mình nên thú nhận chứ. Nhưng mà nam em nói vậy nó cũng có điều gì nè. Ví dụ ngày hôm nay Tiến Lực
đi chơi ở một đó mà đi một mình, không còn phải bạn, thì gặp lại bạn gái cũ mà cổ đang bị người yêu mới ruồng bỏ, và ngồi tâm sự với Luật một tiếng hồ. Luật nói là mình không là gì nữa, nhưng mà mình nên ngồi tâm sự, anh cũng thông cảm cho em thôi, cố gắng vượt qua. Chuyện đó không bao giờ dám kể cho Thu Trang nghe. Nói thí dụ mà, nói thí dụ. Đúng chưa? Em thấy thí dụ mà như kể chuyện có thiệt vậy. Chẳng lẽ bây giờ tối về nói à, Trang ơi, hôm nay anh gặp lại bạn gái cũ, cô ấy đang bị người yêu mới bỏ rơi, tội nghiệp lắm. Anh dành một tiếng đồng hồ để mời cô ấy uống cà phê và nói chuyện cho cô ấy hiểu về đời, cuộc sống. Thu Trang nói, anh bị điên hả? Một tiếng nói xong đi đón con. Đúng không, Thư Luật? Thực sự ra thì mình có những cái câu chuyện mình không nên nói. Đó, là câu chuyện vừa rồi. Nó ảnh hưởng tới cái cuộc sống. Đúng rồi, ảnh hưởng tới cuộc sống vợ chồng, gia đình. Và câu chuyện vừa rồi là câu chuyện có thiệt, cách đây một năm. Cái gì? Thí dụ. Nghe cái chữ thí dụ không? Harry thấy sao? Vợ chồng không có ai trên dưới hết. Người cùng đồng hành một cái con đường. Và vợ chồng gọi là gì? Vợ chồng không còn là hai người, vợ chồng là một. Vậy thôi. Nói không có dài dòng mà nói từ nãy giờ đó. Mình sẽ hỏi vậy nè, Giang có gì giấu Nhã Vương không? Sao không? Phải có những cái bí mật. Phải có những cái bí mật mà mình không nên nói. Đầy. Nhưng mà tại người ta chưa là vợ chồng. Không phải. Đang nói vợ chồng mà. Đúng, chính xác. Dạ ơi. Cảm ơn em đi em nha. Nè, bây giờ tôi hỏi đơn giản thôi. Bây giờ ví dụ như giờ mình lấy nhau về rồi. Vợ mình hỏi, ủa, ngày xưa anh quen bạn gái anh sao? Thì chuyện đó mình nói để làm cái gì? Không rồi đó, đó làm sao, sao mà dám kể? Dám kể chứ anh? Tại sao lại là không? Dám kể không kể ta đi quên. Riêng em là không kể. Riêng em là không nên kể vì báo kể rồi. Thôi bây giờ đây chỉ là cái quan điểm khi phải chọn giữa bên nên và không nên. Bây giờ sẽ chọn theo thực tâm của mình. Ai chọn bên nào về bên ấy. Tức là bốn người bên đây nghĩ là nên có những bí mật. Đúng. Nên. Dạ. Ai ngồi nè, quý vị khán giả làm chứng nha, ai ngồi đâu nhớ giữ lời nha. Tại vì á, người yêu thì khác nhưng mà vợ là khác. Tại vợ, người yêu thì có nhiều người yêu trong đời, nhưng vợ chỉ có một trong đời mình mà thôi, mà làm khổ mình suốt cuộc đời. Cho nên bí mật làm gì để càng làm khổ nhau, thế thì đừng có bí mật gì hết. Mà em thấy nhất là phụ nữ á, cái tâm sự với chồng mình cứ như là hai cô bạn gái á, từ chuyện từ sáng tới chiều tối, chuyện gì cũng kể cho chồng nghe. Thực sự là chồng cảm thấy rất là nặng đầu, đâu có muốn nghe đâu. Muốn tâm sự thì kiếm bạn gái người tâm sự với nhau đi. Em phải hiểu rằng là có những ông chồng 3 giờ sáng cũng bắt vợ ngồi dậy nói chuyện không? Ôi, bởi vậy không có hợp với đó. Em không có cưới đây đó hả? Ừ. Tôi sẽ tái hiện vở kịch trong gia đình Harry Won. Harry Won, ngủ đi. Em nhảy, nhảy nó nghe nè. Ôi, em mỏi quá hả? Nhảy nó nghe nè. Gì? Nói đi. Ôi trời ơi, bữa nay đi quay hình trò ổn chán thiệt. Quá cái gì mà chứ đi. Nói chung nhiều thứ nó mệt quá à. Cái gì? Chuyện gì? Vậy giờ vợ nó nghe nè. Dạ. Đó là chuyện xảy ra trong gia đình Harry Won. Anh xin biết rõ vậy. Bạn hả? Câu chuyện có thật. Câu chuyện có thật. Mặc dù 3-4 giờ sáng mới ngủ nhưng mà 6 giờ vẫn phải đi quay đúng không? Dạ, bệnh đi quay. Đó là lý do tại sao một ngày nào thì mình phải năn nỉ luôn là anh ơi, ngày mai ngủ rất quay sớm để cho em ngủ được không? Chưa được 5 phút là miễn ngứa quá. Em ơi, em trời ơi. Nhưng mà không biết sao chứ em riêng em rất là thương chồng và em rất là cảm ơn chồng, vì tại vì chồng là một người rất là chia sẻ một cách tích cực á. Nên nó sao ta? Anh làm cho em phải tin tưởng anh ấy, nên em không có cái gì là có một chút xíu nghi ngờ gì hết. Sau này anh không nói em cũng không có cái gì là em muốn biết luôn á. Thì em nghĩ là cái đó là... Thì giờ anh cũng vậy mà, giờ anh không bao giờ hỏi. Nhưng mà làm sao có chuyện anh Thành không nói được á. Kính thưa quý vị, đó là một vài quan điểm nhỏ của Talk Show kỳ này. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Chúng ta đến phần tiếp theo trong 7 nụ cười sai.
ngoại tình thiệt hả? Anh xin lỗi em. Thế mắc mớ gì anh ngoại tình vậy?